Bảo. À, dạ. Với một tư cách là một trai đẹp có nhan sắc, chỉ anh cách cưới gái. Con gái á, người ta thích là ai mà có tài lẻ người ta mới thích. Bây giờ nha, có một cái nè, con gái rất là thích làm ảo thuật. Ồ ha, hèn chi mấy ảo thuật hả, gái theo nườm nượp, chứ còn lấy mấy trò ra làm khè hả, đánh phủ đầu người ta đầu là đó, cái nữa em thích anh, thích quá là đó. Chỉ anh trò đi. Em không biết nhiều trò, nhưng mà em chỉ biết một trò thôi. Giờ anh có, anh đưa em tờ 500 đi. Vì chứ tiền anh có. Trời đất ơi. Nè 500 nè. À, nghĩ sao vậy? Thì 500. Anh phải đưa 500 ngàn nó mới vừa vô cái trò. Cái gì? Nè tờ cuối cùng rồi đó, sống hết tháng này bằng tờ này nha. Rồi đổi nè. Rồi. Rồi. Đây là tờ 500 ngàn thưa quý vị. Ok ok ok. Anh cầm cho em tờ 500 ngàn này. Anh gấp đôi nó lại. Gấp đôi nó lại. Rồi, anh gấp đôi nó lại lần gấp nữa. Gấp đôi nó lại. Anh gấp đôi nó lại lần gấp nữa. Gấp đôi nó lại. Anh gấp đôi nó lại lần gấp, nữa. Gấp hoài vậy. Đó, rồi. Bây giờ anh đưa cho em. Phải đưa hả? Phải tưởng nuốt. Đưa cho em. Đây là tờ 500 ngàn. Và ngay sau đây. Nhìn cho kỹ nha, nhìn kỹ nha. Mất sao? Mất tiêu rồi. Trời. Hay vậy. Đưa anh tập đi, chỉ anh đi, đưa anh. Hả? Đưa anh tới, đưa tiền tập. Đưa gì? Tiền 500 ngàn, ít tập. Đưa tiền hả? À. Tưởng gì với cái trò đó, em mới học biến mất à, em chưa có học làm mới nó ra lại. Thôi, em đi nha. Bye. Dù mới có 500 ngàn à. Ủa là sao? Ê, Bảo. Có 500. Đêm chung kết xếp hạng với chủ đề Thế giới một màu. Các thí sinh Hùng Thuận, Dương Thanh Vàng, Vĩnh Thiên Kim, Ngọc Anh. Các thí sinh sẽ phải chiến đấu hết mình và bứt phá bản thân để chứng minh cho các vị giám khảo cùng quý khán giả thấy được họ xứng đáng với ngôi vị quán quân của Người Nghệ Sĩ Đa Tài. Ai sẽ là người đăng quang trong đêm chung kết? Tất cả sẽ có trong tập 13 chung kết xếp hạng của Người Nghệ Sĩ Đa Tài, được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ ba 29 tháng 11 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 11 giờ 45 trưa thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.